Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc hội, tiếp xúc cử tri các địa phương Hạ Long, Quảng Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên và Ba Chẽ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các hội nghị tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia nhiều ý kiến chất lượng, đóng góp tích cực vào kết quả kỳ họp, được Quốc hội tiếp thu đánh giá cao. Ngay sau kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng dành thời gian trực tiếp trả lời các kiến nghị của cử tri và đề nghị tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong tỉnh chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền, đặc biệt là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, tiếp tục đóng góp ý kiến để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Cử tri các địa phương đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và vui mừng trước kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 cũng như những kết quả đạt được trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Tất cả kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc đều được đại biểu Quốc hội giải đáp thỏa đáng. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, đoàn tiếp thu tổng hợp chuyển Quốc hội giải quyết trong kỳ họp tới. Sáng nay, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp xúc cử tri phường Phương Nam, thành phố Uông Bí. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Uông Bí gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp trước. Cử tri phường Phương Nam vui mừng phấn khởi trước những thành tựu kết quả đạt được trong năm 2021 của tỉnh cũng như thành phố Uông Bí. Đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho toàn dân, xem xét lại phương án đền bù hỗ trợ giá đất giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông cụm công nghiệp Phương Nam. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn thành phố Uông Bí, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị tâm huyết trách nhiệm của cử tri phường Phương Nam. Liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng chí yêu cầu thành phố Uông Bí phải triển khai cẩm nang hướng dẫn điều trị F0, cách ly F1 và F2 tại nhà đến toàn thể người dân để mỗi người phải tự thực hiện test nhanh tại nhà, củng cố tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng, rà soát thành lập trạm y tế lưu động đảm bảo các tiêu chí năng lực điều trị, giám sát chặt chẽ F1 tại gia đình. Mong muốn cử tri phường Phương Nam đồng thuận ủng hộ với các chủ trương của tỉnh về đầu tư tuyến đường ven sông và cụm công nghiệp Phương Nam, bởi những dự án này đều đảm bảo vì một lợi ích chung, có lợi cho quê hương, cho đất nước và người dân. Cũng nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng nay, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tiên Yên, thông tin kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch định hướng phát triển năm 2022 và nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Uông Bí khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nghiêm Xuân Cường, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Uông Bí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng và mong muốn đồng chí Nghiêm Xuân Cường tiếp tục phát huy kinh nghiệm đoàn kết cùng tập thể Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, thực hiện tốt chức năng giám sát, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của tỉnh. Trước mắt là phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi chiến dịch 150 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông nối cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn qua địa bàn thành phố. Có những biện pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy chủ trì họp chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân tại các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành địa phương đã báo cáo rà soát quá trình giải quyết các vụ việc, đồng thời trao đổi phân tích về các vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết đối với một số vụ việc khiếu nại của công dân trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo giải quyết từng vụ việc cụ thể. Riêng đối với các kiến nghị của ông Vũ Quang Nho, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, quản lý đầu tư xây dựng, đồng chí giao Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp cùng Thanh tra tỉnh và các sở ngành địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, tham mưu tổ chức đối thoại với công dân trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, giải quyết đến tận cùng các vụ việc. Khi giải quyết khiếu nại tố cáo, cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết triệt để các kiến nghị của người dân, đảm bảo đúng thời gian, quy định hiện hành. Chủ động tự rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị mới phát sinh, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định về tiếp công dân, quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý nghiêm các vi phạm về thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo Sở Y tế, trong ngày hôm nay, Quảng Ninh ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 mới, trong đó huyện Hải Hà 23 ca, huyện Đầm Hà 11 ca, thị xã Đông Triều 4 ca, huyện Tiên Yên 2 ca, thành phố Móng Cái 7 ca và thành phố Uông Bí 4 ca. Tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly điều trị. Ngành y tế và các địa phương đang tiếp tục thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng, không để dịch lan rộng ra cộng đồng. Ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, huyện Tiên Yên đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó tập trung truy vết, test nhanh, xét nghiệm sàng lọc, cách ly, thiết lập vùng phong tỏa với quyết tâm nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tiên Yên, địa phương đã ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng ở các khu vực nguy cơ cao nhằm khoanh vùng, khống chế dịch bệnh. Đối với các cái hoạt động của các cái địa bàn các xã như Đông Ngũ, Đông Hải, Phong Dụ là chúng tôi đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động của ngày đoàn kết toàn dân ngày 18 tháng 11. Thế và các cái đám cưới, đám hỏi trên địa bàn toàn huyện thì hiện nay đã được chỉ đạo là dừng. Thế và các cái đám tang thì được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ gia tộc và rút ngắn cái thời gian để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Với sự chủ động quyết liệt, huyện Tiên Yên đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, quyết tâm khống chế nhanh nhất các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, có phần bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố Hạ Long tiếp tục phát huy vai trò của các tổ tự quản phòng chống dịch tại cộng đồng, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và giám sát chặt chẽ di biến động dân cư, nhất là các khu vực nhà trọ, xóm trọ, lán trại trên địa bàn. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại khu dân cư, các khu vực nhà trọ, xóm trọ, lán trại trên địa bàn thành phố Hạ Long vẫn đang duy trì và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K, gắn mã QR, thực hiện khai báo y tế và tiêm phòng vaccine đầy đủ. Khu trọ của tôi là rất là đông, những 37 phòng, nên là những người ra vào, thứ nhất là khu trọ của tôi có gắn camera theo dõi. Nếu như mà tôi không ở đây thì tôi có ở bất kỳ đâu tôi cũng xem được là khu trọ tôi có vấn đề gì hay không. Là cái nhất, cái thứ hai là quan trọng là giao cho tất cả những người trong phòng trọ, người ta đã phải có ý thức để mà bảo vệ của bản thân người ta. Tổ tôi thì là trên địa bàn này là lán trại, công nhân đang xây dựng rất đông và nhà trọ cũng nhiều. Vậy là thường buổi tối và đêm tôi kết hợp công an khu vực đi kiểm tra nhắc nhở những ai là đã tiêm và những người là chưa tiêm, là biểu hiện là những người mới đến là khai báo và chuyển về y tế phường. Không quản ngày hay đêm, các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các khu dân cư cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nắm bắt chặt chẽ di biến động dân cư để kịp thời có biện pháp xử lý. Khu của tôi quản lý thì có nhà trọ, lán trại cũng đông công nhân đến, thì bây giờ là
Chúng tôi là rà soát liên tục thường xuyên để phát hiện, phòng ngừa những người từ tỉnh ngoài về. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả, song song với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, mỗi người dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tiền thân là huyện Yên Hưng với cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Đến nay sau 10 năm thành lập, thị xã Quảng Yên có bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế dịch chuyển sang dịch vụ và công nghiệp. Đặc biệt với kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, đã mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy thu hút đầu tư, nhất là đầu tư tại các khu công nghiệp. Thị xã Quảng Yên hiện được xác định là hạt nhân động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của tỉnh, phát triển theo mô hình thành phố thông minh với các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cảng biển hiện đại. Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tuyến cao tốc đầu tiên của Quảng Ninh và là một trong những công trình hạ tầng quan trọng tháo gỡ nút thắt về kết nối giao thông liên vùng của tỉnh và có ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã Quảng Yên. Cùng với tuyến đường cao tốc, trong 10 năm qua, tỉnh và thị xã Quảng Yên đã ưu tiên dành nguồn lực hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện tại, nhiều tuyến đường đang dần được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã. Xây dựng được cái cầu Bạch Đằng, đường cao tốc, từ đó thì đã có cái sự phát triển tốt. Cái giao thông đối ngoại được cải thiện. Thứ hai nữa là phát triển cái đô thị, thị xã đã quan tâm và từng bước đã làm được việc đó. Với kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hạ tầng các khu công nghiệp Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong đã và đang dần hoàn thiện. Thị xã Quảng Yên đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, khu công nghiệp Đông Mai hiện đã có 12 nhà đầu tư triển khai dự án và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Đường xá, con người và sự phát triển Quảng Yên, chúng tôi cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trước đây cái khổ nhất của người dân là công ăn việc làm. Thì đến bây giờ ấy, thì những khu công nghiệp được xây dựng lớn lên và công dân, con em chúng ta lớn lên được học mà nhất là có công ăn việc làm để đảm bảo đời sống phát triển. Được sự quan tâm của tỉnh và thị xã thì đã có rất nhiều khu công nghiệp mọc lên và tạo điều kiện cho những người lao động tự do trước chúng tôi. Thì sau này chúng tôi đã được đào tạo và nhận vào trong các công ty để đảm bảo cuộc sống của gia đình chúng tôi ổn định hơn. Trong 10 năm trở lại đây, kinh tế thị xã Quảng Yên luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình trên 16,8%, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Có thể nói, đây là thời điểm mà đã hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi nhất, là thời cơ để Quảng Yên bứt phá vươn lên. Và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Quảng Yên thì với cái khát vọng đổi mới sẽ nắm bắt thời cơ và tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công thị Quảng Yên sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ cảng biển và logistics, là một trong những hạt nhân động lực tăng trưởng mới của tỉnh và là một đô thị văn minh hiện đại và phấn đấu thành lập thành phố Quảng Yên trước năm 2025. Với tiềm năng lợi thế sẵn có về địa kinh tế và nằm trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội để thị xã Quảng Yên tiếp tục tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, thực sự trở thành hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của tỉnh. Trường Tiểu học Hạ Long được thành lập vào năm 1991. Trải qua 30 năm, thầy và trò nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục tiểu học Quảng Ninh. Trường Tiểu học Hạ Long là một trong những đơn vị đi đầu của ngành giáo dục Quảng Ninh về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Với việc xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng tiếp cận năng lực nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, chủ động thực hiện chương trình giáo dục. Nhà trường cũng tập trung đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng không gian. Hiện trường có 8 phòng học thông minh cùng nhiều phòng chức năng, tạo môi trường tốt để các học sinh thực hành và vận dụng kiến thức. Gần 10 năm, tôi gửi con em của mình tại ngôi trường này, tôi cảm thấy rất là yên tâm
Ở trường ngoài cái việc mà chất lượng dạy văn hóa rất tốt thì con của chúng tôi còn được học các kỹ năng mềm, những cái kỹ năng sống, môn tiếng Anh, rồi được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm rất là bổ ích. Trong suốt quá trình công tác, tôi luôn luôn cố gắng trau dồi về chuyên môn, mang đến nhiều những tiết học hay và bổ ích đối với các em. Từ năm học 2008-2009 đến nay, học sinh của trường đã đạt hơn 450 giải cấp thành phố, gần 140 giải cấp tỉnh và gần 60 giải cấp quốc gia. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp tiểu học luôn dẫn đầu tỉnh và thành phố. Trường Tiểu học Hạ Long cũng là đơn vị tiểu học đầu tiên của tỉnh tổ chức Festival Tiếng Anh, có học sinh dự thi các kỳ thi tiếng Anh, toán quốc tế và giành giải nhất. Thời gian vừa qua thì trường Tiểu học Hạ Long luôn nổi lên như một điểm sáng của giáo dục Quảng Ninh, một điểm sáng trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo dạy và học, điểm sáng trong cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy học, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID. Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý phải luôn luôn đổi mới sáng tạo và linh hoạt để làm sao mà đưa trường Tiểu học Hạ Long là một ngôi trường phát triển toàn diện về mọi mặt, để nơi đây không chỉ là cái niềm tự hào của các em học sinh đã từng học tập công tác tại ngôi trường này mà còn là địa chỉ tin cậy của tất cả các bậc phụ huynh trong toàn thành phố và toàn tỉnh. Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Tiểu học Hạ Long đã vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận sự nỗ lực và thành quả nhà trường đã đạt được trong 30 năm qua. 6 giáo viên được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Dạy học sinh bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tại cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh, nhiều thầy cô giáo đang cần mẫn từng ngày gieo chữ, gieo niềm tin, tình yêu thương và hy vọng cho những học sinh khuyết tật. 11 năm theo nghề dạy học, cô giáo Vũ Thị Lan gắn bó với các em học sinh khiếm thính tại cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Bằng sự nhẫn nại và lòng yêu nghề, cô luôn quan tâm giúp các em tự tin vươn lên trong học tập. Khó nhất là lúc khi mà trẻ mới bắt đầu vào cơ sở thì trẻ chưa có ngôn ngữ để giao tiếp, thì chúng tôi phải hướng dẫn rất là tỉ mỉ từng chút một, từ những cái cử chỉ đơn giản rồi bắt đầu mới hình thành được ký hiệu cho các con. Mỗi một tiến bộ của trẻ từng chút một thì đấy là chính là động lực cho giáo viên của chúng tôi bước tiếp với nghề. Cô giáo như người mẹ thứ hai của em, cô giáo dạy em biết đọc, biết viết, biết tự chăm sóc bản thân. Chúng em yêu cô rất nhiều. Cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh đang nuôi dưỡng chăm sóc 111 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 37 trẻ khiếm thính. Các thầy cô giáo ở đây không chỉ đơn thuần dạy chữ mà còn là người cha, người mẹ đồng hành, hỗ trợ các em những kỹ năng cần thiết để hòa nhập cộng đồng. Khi tiếp xúc nhiều với trẻ đặc biệt, mình thấy các con chịu rất là nhiều thiệt thòi, nên mình đã rẽ ngang từ giáo dục tiểu học sang giáo dục trẻ đặc biệt. Và mình xác định gắn bó với nghề này lâu dài, mình sẽ mang hết những sự yêu thương, sự tỉ mỉ, sự kiên nhẫn để trau dồi kiến thức cho các con, với mong muốn làm sao các con sau này ra trường hòa nhập thật tốt với cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng những thầy cô giáo ở cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hàng ngày tận tâm, bằng tình yêu thương vô hạn, truyền cảm hứng và trang bị kỹ năng, giúp trẻ em khiếm thính tự tin phát triển, vươn lên trong cuộc sống. Vào hồi 6 giờ 40 phút sáng nay, ngày 19 tháng 11, tại km 20+900, chân dốc cầu Bạch Đằng, thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, đã xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C09490 kéo theo móc biển kiểm soát 15R02500 do anh Nguyễn Văn Định sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, Yên Dũng, Bắc Giang điều khiển theo hướng Hải Phòng Hạ Long, va chạm với xe ô tô con loại 7 chỗ biển kiểm soát 29LD03741 do anh Trịnh Xuân Quang sinh năm 1963,
hộ khẩu thường trú tại số nhà 235 ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển đi cùng chiều. Sau đó, xe đầu kéo này tiếp tục đâm vào hai xe ô tô con biển kiểm soát 15B04276 và 14A34599. Hậu quả, một người tử vong, ba xe ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do lái xe đầu kéo mất lái, không làm chủ được phương tiện. Có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn, đồng chí Bùi Văn Kháng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng với các lực lượng chức năng thực hiện phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, hôm nay Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi động viên một số gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long. Tại các nơi đến thăm, Ban An toàn Giao thông tỉnh chia sẻ sâu sắc nỗi đau mất mát do tai nạn giao thông gây ra với các gia đình, mong muốn các gia đình vượt qua mất mát, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động mọi người xung quanh chấp hành luật giao thông. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm giúp đỡ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông và tiếp tục tăng cường các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.